Thái tuế cung mệnh sinh ở giờ ngọ ngày 2 tháng 10 năm Đinh Tị. Thứ nhất là cái giờ sinh. Cái giờ sinh của người ta là cái đầu tiên để người ta nhìn vào. Thì những người mà sinh vào giờ Tý giờ ngọ thì có bài đấy rồi. Có cái bài đấy rồi. Thân nó cư vào cái cung mệnh, được thì hưởng mà mất thì phải chịu, đúng không? Thân nó đi đầu với cái cung mệnh. Cái thứ hai là thân mệnh nó trong cái tam hợp vòng thái tuế. Thân mệnh đục công cung ở trong cái tam hợp vòng thái tuế. Và cái thứ ba là thân mệnh nó đồng cung với nhau. Thì cái tính chất của vòng thái tuế nó lên đến kinh điển. Bởi vì nhá, thân mệnh trong tam hợp vòng thái tuế này nó chỉ có ba cách thôi. Một là thân mệnh đồng cung, hai là thân cư quan, và ba là thân cư tài. Thế rồi, có ba cái cách đó. Mà thân cư mệnh là đỉnh cao và đỉnh điểm của hai cái này nó đi cùng với nhau, thân đi đầu với mệnh. Thì bây giờ phân tích là xét thân với xét mệnh. Mà nói chung bây giờ mà để mà xem ra số này thì mất cả một tiếng. Mất một tiếng. Mà mất một tiếng thì hơi lâu ấy nha. Hơi lâu thì coi như thành cái buổi học đi nha. Coi như thành buổi học đi. Thế mọi người nhìn nhé. Sinh lai tầm tí ngọ, thân đồng mệnh vị. Tức là sinh vào giờ tí và giờ ngọ, thân đi cùng với cung mệnh. Thì khi ta sinh vào cái giờ ngọ, giờ ngọ khoảng tầm 11 đến 13 giờ trưa, thân đi đầu với mệnh. Thân đi đầu với mệnh. Vì vào cái giờ ngọ này, hỏa dương lớn nhất, tức là cái sao thái dương ấy, mặt trời ấy, nó ở vị trí cao nhất, đỉnh cực nhất, lớn nhất. Thân phải đồng với mệnh. Ý chí và nghị lực đi cùng với nhau, tinh thần đi hết với nhau, thân đồng với mệnh. Thì cái mệnh này là tiền thì thân là hậu, mệnh là trước thì thân là sau, mệnh là trẻ thì thân là già. Là xét ra như này, mệnh với thân nó đi đầu một cung, thì người này trước sau như một nhá. Ý chí này nó trùng vào, thân đi đầu với mệnh. Đó, mấy cái này là có hết bài rồi. Mà thân mệnh này còn trong cái tam hợp của vòng thái tuế, thì như vậy là cái tính ăn thua người này rất lớn, nó lớn khủng khiếp. Thân mệnh vòng thái tuế, mà cái thân mà có thái tuế thì là trung thân đơn độc là thân có thái tuế. Còn mệnh thái tuế là chúng ta có cả những cái bài về thái tuế rất dài rồi, rất nhiều rồi, nhiều kinh khủng khiếp rồi. Bây giờ ta điểm lại một chút về mệnh ôm vòng thái tuế. À, mệnh đã ôm vòng thái tuế là cố chấp này, mệnh đã ôm cái vòng thái tuế là bảo thủ này, mệnh ôm vòng thái tuế nó mang đặt cái tính hỏa của thái tuế này. Cái hỏa này nó quyết định cái tính chất của thái tuế rất nhiều. À, đấu tranh là hỏa này, khôn ngoan là hỏa này, lắm lời là hỏa này, tính ăn thua là hỏa này, đúng không? Tất cả cái gì hỏa, à, khôn ngoan là hỏa này, nóng nảy là hỏa này, tất tần cái tính của hỏa nó đi vào, nó bao trùm lên anh thái tuế. Thế nên mệnh của con thái tuế, đây là cái mẫu người mà gan lì là thái tuế ở mệnh. Thái tuế ở mệnh, ăn to nói lớn là thái tuế ở mệnh, nặng nhẹ phân lời là thái tuế ở mệnh, lạnh nhạt khinh người là thái tuế ở mệnh, sẵn sàng đấu tranh là thái tuế ở mệnh, chính đùng đùng lên là thái tuế ở mệnh, hấp tấp vội vàng là thái tuế ở mệnh, quyết liệt là thái tuế ở mệnh. Lấy cái giá trị tập thể đề cao lên trên, giá trị cá nhân ở bên dưới thôi. Đây là cái rất hay ở thái tuế, đúng không? Đó là tiểu chính vương thái tuế, tiểu chính vương, đó là tiểu chính thần, thần chính trực ấy, ông vua sáng suốt ấy. Tiểu thôi, vua nhỏ thôi, còn vua lớn đó là ai? Đó là sao tử vi cơ mà, đúng không? Tử vi là đế tinh đế toàn, thì thái tuế nó chỉ là tiểu vương tiểu thần thôi nhé, nó không thể là đại vương giống như sao tử vi được đấy. Thế nên khi thái tuế ở đâu chính là tiểu chính vương và tiểu chính thần ở đó. Và xem tử vi bắt buộc phải dụng thần cái vị trí của thái tuế, vị trí của thái tuế chúng ta xét được cái vị trí của nó, tức là sẽ xem ra là cái sự thành bại, thành bại của đời người chính là vị trí của thái tuế. Và ta nói cái này là dụng thần, dụng cái cách để nó hay như thần, nó phong như thần, như thánh thôi. Gọi là nhìn vị trí của thái tuế định thành bại con người. Thế nên thái tuế đã cư về mệnh thành hay bại do chính bản thân con người, chứ không thể là do thực thể khác quyết định. Ví dụ như thế này, thái tuế cư cung phụ mẫu là thành bại do cha mẹ, cha mẹ áp đặt. Thái tuế cung phúc là do môi trường, họ tộc, tổ tiên, mồ mẩn. Thái tuế cung điền là do hàng xóm, những yếu tố liên quan rất cách. Thái tuế ở nô là do bạn bè, đúng không? Thái tuế thiên chi là do thầy cuộc, những người này hơi đen đuổi, hơi phá hả mệnh.
Còn riêng thái tuế là mạnh rồi. Đây là mẫu người tự làm tự chịu, dám làm dám chịu là thái tuế cực cùng mạnh. Ăn thua ngay là thái tuế ở mạnh. Thế nên mạnh mà thái tuế là vừa lì vừa liều vừa có trách nhiệm, rất hào sảng, rất phóng khoáng, rất điên. Đấy là thái tuế ở mạnh, rất điên và rất quyết liệt là thái tuế ở mạnh. Cho nên khi thái tuế ở mạnh dụng thần cách thì ta chỉ dùng một câu là thành bại tại nhân, chính là cái cách lá số này. Thành bại tại nhân. Còn tại thiên là gì? Là thái tuế tư cung thiên di, tức là cái mẫu người ông tuế khá là mạnh, là thành bại tại thiên, tức là do ông trời. Trời cho thì được, không cho không được. Nhưng thái tuế đã đi về mạnh, trời không cho người ta quyết làm thế bằng được. Nên là bản tính của thái tuế ở mạnh. Do cái gì? Do cái hỏa tính, tức là cái tính ăn thua của nó. Tính ăn thua của thái tuế, tính được mất của thái tuế. Được mất của thái tuế. Đấy, thái tuế mạnh. Cho nên là người này thành do thái tuế, cả bạn do thái tuế. Thành do tính kiên trì, bạn do tính bảo thủ và không biết sợ. Thái tuế nó là như thế. Không biết sợ khổ là thái tuế. Không sợ đau đớn là thái tuế. Không biết kinh sợ, không biết kinh hãi một cái gì cả là thái tuế. Lì lợm là thái tuế. Hung tàn là thái tuế. Thế nhưng bất chấp là thái tuế, bảo thủ là thái tuế. Không biết sợ, thế nên là thất bại rất nặng là thái tuế. Và người này thất bại rất nặng. Thế thất bại nặng ở đâu? Nguyên tắc của vòng thái tuế như thế nào? Thì đến là số này ứng 100%, chứ không thể là 99%. Vòng thái tuế lên đến đỉnh ở đâu? Lập tức xuống đến chạm mặt đáy của nó ngay. Trước này nó khởi từ thái tuế này, nó đi một vòng đến cung tài, đi nghịch kim đồng hồ với tuổi âm nam dương nữ. Âm nam dương nữ. Hay là nó đi thuận với người tuổi dương nam âm nữ. Đều đúng cả. Nếu như nó đi thuận thì đến cung quan nó phải dừng. Nếu nó đi nghịch thì đến cung tài nó phải dừng. Chúng ta hiểu nhé. Thế nên rằng cái người này sinh giờ ngọ ngày 2 tháng 10 âm năm Đinh Tị này, đại vận từ 46 đến 55 tuổi phải dừng hết mọi thứ ở đây. Tức là người này đến vòng thái tuế cung tài lên đến đỉnh cao của sự nghiệp, đỉnh cao của tiền bạc, vật chất, danh vọng, rồi phải quay trở về mặt đất. Phải quay trở về mặt đất, quay về cái lẽ tự nhiên của nó. Như cuộc sống người ta phải luân hồi, nó trở về con số không tròn chính này. Đừng có nói là đến vòng thái tuế nó phát triển mãi 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 mãi, không có.